chào mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mảnh đất Tân Cương. Tân Cương là một khu tự trị thuộc lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiện nay. Tên chính thức của Tân Cương là khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Tên ghép giữa địa danh Tân Cương và dân tộc sinh sống chủ đạo tại đây là người Duy Ngô Nhĩ. Diện tích của Tân Cương chiếm khoảng 1/6 diện tích toàn lãnh thổ Trung Quốc với hơn 1,6 triệu km2 và cũng là địa khu hành chính lớn nhất của Trung Quốc. Tân Cương cũng có trữ lượng khoáng sản lớn, đặc biệt là dầu mỏ. Có diện tích lớn nhất Trung Quốc, nhưng ước tính chỉ khoảng 5% diện tích đất tại Tân Cương phù hợp để con người sinh sống. Phần lớn còn lại là các dãy núi cao, các hoang mạc khắc nghiệt. Chính vì vậy, tới năm 2018, dân số của Tân Cương chỉ là 24 triệu người, đứng thứ 24 tại Trung Quốc. Trong đó, người Duy Ngô Nhĩ, một sắc tộc người Thổ, là dân tộc bản địa tại đây. Theo công bố của chính quyền Trung Quốc, người Duy Ngô Nhĩ chiếm gần 50% dân số tại Tân Cương. Theo sau đó là người Hán với 40% tổng dân tại đây. Hai cộng đồng này chia Tân Cương làm hai phần. Phía Nam là nơi tập trung sinh sống của người Duy Ngô Nhĩ và phía Bắc là nơi người Hán di cư đến. Tên gọi Tân Cương đã bắt nguồn từ thời Đại Thanh, khi đế quốc phong kiến này chinh phạt và sát nhập hoàn toàn vùng đất này vào lãnh thổ của mình sau một loạt các chiến dịch quân sự. Tân Cương nghĩa là vùng biên cương mới được ra đời từ đó. Chính vì vậy, tên gọi Tân Cương mới được định hình, còn tên gọi mà chúng ta thường quen hơn với vùng đất này là Tây Vực, nơi có những vương quốc thịnh đạt trong quá khứ. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng điểm qua về lịch sử đã tồn tại trên mảnh đất này. Tân Cương là một vùng đất cực sâu trong nội địa, cách rất xa biển và là trung tâm của lục địa Á Âu. Đây là một vùng đất trẻ mới được địa chất kiến tạo trên trái đất. Vì vậy, khu vực này thường xuyên có những biến động địa chất như động đất. Các dãy núi hùng vĩ vì thế được kiến tạo lên như dãy Thiên Sơn, Côn Lôn hay khu núi Hỏa Diệm Sơn. Địa hình chắc trở, cộng với việc nằm sâu trong nội địa, khí hậu tại Tân Cương rất khắc nghiệt với nhiều dạng đồi núi hay hoang mạc. Mặc dù vậy, Tân Cương vẫn là một trong những nơi con người gây dựng nên nền văn minh các quốc gia huy hoàng trong quá khứ. Người ta đã xác định được con người xuất hiện tại đây từ trước thế kỷ 3 trước công nguyên, với mô tả tộc người da trắng với tóc hung đỏ hay vàng hoe. Các triều đại phong kiến Trung Quốc gọi họ là người bạch. Nền văn hóa này phát triển đã hình thành nên các bộ lạc du mục. Trong thời gian đầu, các bộ lạc du mục tại Tân Cương phải chịu sức ép từ hai đế chế hùng mạnh lúc bấy giờ là Đại Hán và Hung Nô. Hai thế lực này thường xuyên xảy ra tranh chấp tại đây. Từ thế kỷ 2 trước công nguyên, Đại Hán đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh trong vòng 30 năm với Hung Nô để tranh chấp Tây Vực. Cuối cùng, Hung Nô bị hất cẳng. Nhà Hán thành công biến Tây Vực trở thành một khu vực nằm dưới quyền bảo hộ, kiểm soát của mình. Tây Vực trở thành một khu vực thương mại đặc biệt quan trọng, giúp nhà Hán thông phương với các nước phương Tây, góp phần xây dựng nên đế chế Đại Hán hưng thịnh trong lịch sử Trung Quốc. Đến khi nhà Hán diệt vong, Tây Vực trở thành một khu vực ít được quan tâm hơn khi các thế lực quân phiệt còn mải chém giết tại Trung Nguyên. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các dân tộc du mục tại Mông Cổ mở lại tầm ảnh hưởng với Tây Vực. Đến thế kỷ thứ 6, người Đột Quyết đánh bại tộc Nhu Nhiên, thống nhất các bộ lạc du mục, thành lập nên đế chế Đột Quyết năm 552. Đế chế Đột Quyết kiểm soát hầu hết các vùng Trung Á, trong đó có Tây Vực. Đế chế Đột Quyết thống nhất không lâu thì phân liệt thành Đông Đột Quyết và Tây Đột Quyết, trong đó Tây Đột Quyết kiểm soát phần lớn Tây Vực. Tây Đột Quyết có mối quan hệ giao hảo với các chính quyền tại Trung Nguyên như Tùy, Đường, đồng thời cũng nhận sắc phong từ chính quyền phong kiến Trung Nguyên này. Tuy nhiên, Tây Đột Quyết chỉ nhận sắc phong, còn trên thực tế họ kiểm soát rất chặt chẽ Tây Vực, khu vực thương mại giàu có. Thậm chí, tại Tây Vực, Tây Đột Quyết thường xuyên lũng đoạn giao thương, đặc biệt là giao thương tơ lụa từ Trung Quốc sang Ba Tư. Trước tình hình đó, sau khi ổn định được Trung Quốc, nhà Đường xuất binh Tây Phạt với mục đích tiễu trừ Tây Đột Quyết, khôi phục lại con đường tơ lụa. Đến năm 658, nhà Đường đánh bại Tây Đột Quyết,
Từ đó Tây Vực trở thành An Tây Đô Hộ Phủ, nằm dưới quyền kiểm soát của Đường Triều. Dưới thời nhà Đường, việc thông thương, mua bán đã đến sự cực thịnh tại Tây Vực. Cũng trong thời nhà Đường, tộc người Hồi Hột hay Hồi Cốt, một tộc người gốc Du Mục Mông Cổ, sau khi vong quốc đã di cư đến khu vực này. Một nhánh người Hồi Hột đến đất Thổ Lỗ Phiên Tây Vực lập ra nước Cao Xương Hồi Cốt. Họ chung sống với cư dân bản địa tại đây và dần dần hình thành nên tộc Duy Ngô Nhĩ ngày nay. Tuy nhiên, các tài liệu lịch sử ghi chép về các vương triều của người Duy Ngô Nhĩ còn sót lại rất ít. Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán dựa trên các di tích, công trình kiến trúc, đền tháp còn tồn tại đến ngày nay, khẳng định người Duy Ngô Nhĩ đã phát triển lên những vương triều thịnh đạt trong lịch sử và là một thế lực có uy quyền tại khu vực Trung Á, phía Tây Trung Quốc, từ thời Đường đến thời Tống. Giai đoạn này cũng chứng kiến đạo Hồi từ thế giới Ả Rập cũng du nhập mạnh mẽ và trở thành tôn giáo chính của dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Đến thời đại Mông Cổ, người Duy Ngô Nhĩ quy phục thành Cát Tư Hãn và trở thành một lực lượng trung thành của Mông Cổ. Họ đóng góp thuế và quân lính cho đế chế. Đổi lại, các vị quân chủ Duy Ngô Nhĩ được sự tôn trọng từ Mông Cổ và được tiếp tục cai quản vương quốc của mình. Trong khoảng thời gian khi đế chế Mông Cổ đạt cực thịnh, khu vực trở thành địa giới phân chia giữa đại nguyên của người Mông Cổ tại Trung Quốc và sát hợp Đài Hãn Quốc của người Mông Cổ tại Trung Á. Sau đó, khi nhà Nguyên suy yếu, sát hợp Đài Hãn Quốc kiểm soát hầu hết Tây Vực. Đến thế kỷ 16, sát hợp Đài Hãn Quốc cũng suy yếu và chia cắt làm nhiều Hãn Quốc nhỏ. Tây Vực vì thế cũng bị chia nhỏ. Phải gần 100 năm sau, đến giữa thế kỷ 17, một nhánh người Mông Cổ khác là người Chuẩn Cát Nhĩ tiến đến và thống nhất Tây Vực, nằm dưới quyền kiểm soát của họ, Hãn Quốc Chuẩn Cát Nhĩ. Hãn Quốc này trải dài từ Trung Quốc đến tận khu vực Kazakhstan ngày nay. Hãn Quốc Chuẩn Cát Nhĩ tồn tại từ giữa thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 18 thì diệt vong với sự bá quyền của nhà Thanh tại Trung Quốc. Trước đó, sau khi kiến lập chế độ phong kiến tại Trung Quốc, nhà Thanh đã nhanh chóng tiến sang phía Tây đánh chiếm Hãn Quốc Chuẩn Cát Nhĩ trong một cuộc chiến kéo dài. Đến năm 1755, nhà Thanh chiếm được khu vực Bình Định trong 4 năm và cho ra đời Tân Cương, vùng đất biên cương mới. Sau năm 1759, khi đã ổn định tình hình, các đồn điền bắt đầu được mọc lên tại Tân Cương và người Hán gia tăng nhanh chóng trong khu vực. Đại Thanh cai quản Tân Cương đến năm 1864 thì có biến động lớn. Một thủ lĩnh địa phương là A Cổ Bách nổi dậy, đánh đuổi nhà Thanh. Ông tuyên bố thành lập Kashgari, vương quốc độc lập của người Duy Ngô Nhĩ. Trong khi đó, ngoài Đại Thanh, đế quốc Nga và đế quốc Anh cũng rất quan tâm đến Tân Cương. Thậm chí đế quốc Nga còn tuyên bố thẳng thừng đe dọa tiến chiếm với nhà Thanh. Nhận thấy cơ hội can thiệp vào Tân Cương đã đến, cả Nga và Anh đều ganh đua trong việc ủng hộ thủ lĩnh A Cổ Bách. Trong khi Nga hỗ trợ trực tiếp cho A Cổ Bách từ phía Bắc, thì tại phía Nam, người Anh cũng vận chuyển hàng vạn khẩu súng từ Ấn Độ lên Tân Cương. Bên cạnh đó, đế quốc Hồi giáo Ottoman cũng không đứng ngoài cuộc. Ottoman công nhận thủ lĩnh A Cổ Bách là thủ lĩnh Hồi giáo tại Tân Cương và gửi đến hàng nghìn khẩu súng, đồng thời huấn luyện trực tiếp binh sĩ A Cổ Bách. Quân số A Cổ Bách lúc đó đã lên đến 45.000 người. Đứng trước nguy cơ mất Tân Cương, nhà Thanh cứ tưởng Tả Tông Đường xuất quân Tây Trinh giành lại quyền kiểm soát Tân Cương. Để thực hiện chiến dịch này, Tả Tông Đường không đưa quân tiến đánh Tân Cương ngay mà tập trung chuẩn bị thật kỹ, sau đó tiến quân thật nhanh. Năm 1875, Tả Tông Đường được thăng Khâm Sai Đại Thần, tốc biện Tân Cương quân vụ, thực hiện Tây Trinh. Tuy nhiên, nhận thấy tình hình bất lợi tại Tây Cương, ngay từ năm 1866, Tả Tông Đường khi đó là Tổng đốc Thiển Cam, Thiểm Tây Cam Túc, đã chuẩn bị rất kỹ càng, từ quân lính đến lương vận, vũ khí vô cùng chu đáo. Chính vì vậy, chỉ một năm sau khi được phong Khâm Sai Tây Phạt năm 1875, sang năm 1876, Tả Tông Đường đã dẫn 8 vạn quân thâm nhập Tân Cương. Tả Tông Đường nói với binh sĩ rằng Tân Cương từ thời Hán đã thuộc về Trung Quốc, còn A Cổ Bá chỉ là dị tộc. Cuộc chiến này là để thu hồi biên cương. Quân Thanh hành quân hơn 2 tháng, vượt hơn 2.000 dặm tấn công Tân Cương.
Nhờ chuẩn bị kỹ nên quân Hành giành thắng lợi liên tục. Sau 1 năm rưỡi, Tả Tông Đường đã bình định được Tân Cương. Thế tiến công như vũ bão của quân Hành cũng đã giúp rất nhiều cho tình hình ngoại giao. Các nước đế quốc khác cũng không dám can thiệp sâu vào Tân Cương nữa, ngoại trừ khu vực Y Lê do đế quốc Nga chiếm từ trước. Sau khi dẹp yên các cuộc khởi nghĩa, Tả Tông Đường đề xuất lên triều đình chủ trương đẩy mạnh khai phá hơn nữa. Đại Thanh quản lý chặt chẽ Tân Cương từ đó. Năm 1912, Triều Thanh bị chính quyền Trung Hoa Dân Quốc thay thế. Tại Tân Cương, tuần phủ Viên Đại Hóa chạy trốn. Một thuộc hạ của Viên Đại Hóa là Dương Tăng Tân chớp lấy thời cơ, nắm quyền kiểm soát Tân Cương và được Trung Hoa Dân Quốc chấp thuận làm trưởng quan nhân của Tân Cương. 9 năm sau, năm 1928, Dương Tăng Tân bị ám sát, tình hình Tân Cương rất rối loạn. Năm 1933, nước Cộng hòa Đông Turkestan được tuyên bố thành lập tại Kashgari. Tuy nhiên, không lâu sau đó thì bị Trung Hoa Dân Quốc đưa quân tiêu diệt. Tình hình chưa ổn định thì sang năm 1934, Liên Xô mở rộng ảnh hưởng xuống Tân Cương, ủng hộ tập đoàn quân phiệt Thịnh Thế Tài. Đến năm 1944, Liên Xô ủng hộ sự ra đời của nước Cộng hòa Đông Turkestan lần thứ hai tại châu Y Lê Tân Cương. Đến năm 1949, sau khi chiến thắng Đại Lục trong chiến tranh quốc cộng, Trung Quốc quay lại Tân Cương. Trong lúc này, tại Tân Cương, chính thể Cộng hòa Đông Turkestan vẫn tồn tại, nhưng 5 nhà lãnh đạo của chính quyền này đều thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay bí ẩn năm 1949 trước khi họ có thể đàm phán tình hình Tân Cương với Trung Quốc. Chính vì vậy, Tân Cương quay trở lại thành một tỉnh của Trung Quốc. Sang năm 1955, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương được thành lập thay thế tỉnh Tân Cương. Đứng đầu khu tự trị có 2 người là Chủ tịch Chính phủ Nhân dân khu tự trị, thường là người bản địa Tân Cương, và Bí thư khu ủy khu tự trị là người Hán.